Thành xin được nói về cái cách mà mình sẽ chọn tiết mục ngày hôm nay. Vâng. Bởi vì ai ở đây hát trình độ thượng thừa rồi, tôi sẽ bình chọn cho tiết mục mà có cái cách phối hợp với nhau tốt nhất. Tôi sẽ chọn tiết mục đó. Dạ. Và xin cảm ơn hội đồng cố vấn đã bình chọn xong. Và bây giờ khán giả đã trường quay thân mến, đây là thời gian các bạn quyết định. Xin mời thời gian bình chọn. Đêm chung kết, chúng ta sẽ có 3 tấm vé. Và Huy sẽ công bố tấm vé đầu tiên đã thuộc về Chiến binh, sở hữu lượt phần trăm bình chọn 44.617%. Và đó chính là Lady May. Xin chúc mừng Lady May và Nam May. Tấm vé đều chung kết đầu tiên đã có chủ nhân. Tấm vé thứ hai sở hữu lượt phần trăm bình chọn là 24.27%. Đây là một tiết mục vô cùng hòa quyện với nhau, lắng nghe nhau, có nhiều những sự bè phối. Và đó chính là tấm vé dành cho Phương Hoàng Lượng. Chúc mừng Phương Hoàng Lượng và Tiểu Phương Hoàng. Chúng ta chỉ còn một tấm vé cuối cùng. Và thưa quý vị, vị trí thứ ba sở hữu lượt phần trăm bình chọn là 15.53%. Đó chính là vị trí thứ ba đã thuộc về Tino. Và thưa quý vị, chúng tôi không có vị trí thứ tư. Định mệnh đã xảy ra. Tino và Osen sở hữu lượt bình chọn bằng nhau. Mười lăm phép 53%. Wow. Như vậy là vị trí thứ ba đang sở hữu lượt phần trăm bình chọn bằng nhau. Theo luật chơi của chương trình thì chiến binh nào sở hữu phần trăm lượt bình chọn thấp nhất buộc phải lộ diện. Hả? Ôi, vậy là vẫn phải lộ diện hả? Đồng nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai nhân vật phải cởi bỏ lớp mặt nạ của mình. Ủa, cứ tưởng vào hết chung kết. Ôi, nổi ra kìa. Bây giờ tôi mới hèn hạ lên tiếng. Nếu thay vì loại hai, tại sao không giữ hai? Tại vì họ đều xứng đáng. Bây giờ nếu để công bằng nhất, khán giả trường quay và cả cố vấn cùng vote một lần nữa là cùng loại hay cùng giữ, tôi nghĩ là công bằng luôn. Chứ bây giờ cùng giữ sẽ là quyết định khó khăn ạ. Chúng tôi không dám giữ trọng trách quan trọng đó. Chúng tôi phải hỏi qua ý kiến của ban nhạc. Bởi vì nếu mà giữ luôn cái nhóm người này, ban nhạc sẽ là người khổ cực nhất. Không biết là ban nhạc ý kiến thế nào ạ. Mệnh Sa. Wow. Thưa quý vị, người đàn ông ốm yếu này là nhạc sĩ Hoài Sa. Nói thiệt nha, là không ăn không uống để phối nhạc cho The Masked Singer đó.
Thật sự ạ. Bây giờ nếu mà em nói dữ mà anh về anh mệt, anh stress thì anh nói tụi em là nhiều chuyện. Cho nên em muốn hỏi anh là nếu như được giữ với khối lượng công việc nhiều như vậy thì anh có đồng ý hay không? Thì đó, cái này em hỏi anh thiệt luôn á. Thật sự mà thêm một người thì anh cũng rất là stress khi mà phải dàn dựng ta vô tới đây rồi. Nhưng mà đôi khi anh cũng yêu cái stress đó lắm. Điều đó đồng nghĩa là anh Hoài Sát đồng thuận là giữ lại cả 4 chiến binh ạ. Tôi nói thiệt là thâm tâm tôi thì tôi muốn đúng luật cuộc chơi là phải lộ diễn một người. Tại vì đã thi quá nhiều rồi, phải lộ diễn chứ. Nhưng tôi không nghĩ là nó có cái định mệnh này. Nói thiệt sự luôn. Khán giả tại trường quay các bạn cũng muốn giữ, và hội đồng cố vấn cũng muốn giữ 4 chiến binh này. Anh Hoài Sa cũng muốn giữ. Nhưng quan trọng nhất đó chính là ban tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hội ý để có thể chấp nhận kết quả này không. Những người nghệ sĩ trên đây thì chắc họ cũng không phải gọi là loại nữa, mà kiểu họ sẽ đi về với cuộc sống bình thường và đi làm bình thường thôi. Tại vì không phải là thí sinh. Thật sự ra mà nói khi họ ra về nhiều khi họ vui tại được chạy show. Thì đó, em đang tính nói là hay đi hỏi thọ gian như thế nào ai muốn về. Nói chứ chạy show chúng ta chạy cả đời. Còn cái hãnh diện này cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Yeah. Và thưa quý vị, sau khi lắng nghe ý kiến từ ban nhạc, hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay, chúng tôi đã có quyết định. Đó chính là 4 chiến binh ngày hôm nay sẽ chính thức tranh tài ở đêm chung kết. Yeah.